Với bài số 63 thì đề bài cho N, cho K và dãy số AI. Chúng ta thực hiện cái công việc là tìm vị trí đầu tiên của K trong dãy số. Nếu không có thì ghi ra trừ 1. Ý tưởng của bài toán là ta đi từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu AI mà bằng K thì ta đưa vị trí ra và kết thúc. Để đưa vị trí ra, ta lưu vị trí này vào một trong biến Z là biến kết quả. Vậy thì bước 1 của bài toán, ta nhập N, nhập K và dãy A1, A2, AN. Như vậy thì các em sẽ xin thằng N, xin thằng K và xin cho Y chạy từ 1 đến N, xin thằng AI. Đấy. Đưa ra vị trí đầu tiên của K trong dãy số. Nếu không có ghi ra trừ 1. Thì ta duyệt bước 1, ta nhập giá trị. Bước thứ 2, ta chạy từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu nó mà bằng K thì ta đưa Y ra. Ta có nhiều cách đưa Y, ta có thể khởi tạo, gán giá trị. Đấy. Sau vòng lặp thì biến cờ mà thầy không thay đổi thì ghi ra trừ 1. Giải thuật tìm kiếm tuần tự, độ phức tạp giải thuật là ON. Bởi vì trường hợp tệ nhất, giá trị đó nằm ở cuối dãy số. Hoặc là nó không xuất hiện trong dãy số thì ta phải mất N phép tính. Vậy thì ta sẽ cài đặt luôn bài số 63 một cách nhanh gọn. Khi làm bài, các bạn copy lại bài cũ vào file, chọn Close Project. Sau đó tạo Project mới để làm bài tập mới nhé. Bài này là bài số 63. Ở trong bài này thì các bạn nhận thấy ta paste từ bài cũ sang. Thầy trò mình sẽ thực hiện một cách rất nhanh chóng. Khai báo một mảng, khai báo một biến, khai báo bổ sung thêm biến K. Bài này bài số 63. Nhập N, nhập thêm thằng K nữa. Khi nhập hai biến trên cùng một dòng, ta chỉ cần sử dụng một thằng CI thôi. Tại sao biết N và K trên cùng một dòng? Ta nhìn vào test đề bài. Đấy, test đề bài ta nhìn thấy N và K nó nằm trên cùng một dòng ở đây. Đúng không? Nên khi đọc dữ liệu thì ta xây in ở đây cùng thằng N và K. Dãy AI nó nằm ở phía dưới, ta cho Y chạy từ 1 đến N, ta xây in thằng AI. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc tìm kiếm tuần tự trên cái dãy này. Để lưu được vị trí của nó, ở đây ta có giải thuật tìm kiếm tuần tự. Ban đầu thầy khởi tạo red bằng 0, thầy khai báo thêm một cái biến red khởi tạo bằng 0 thể hiện là không có cái số nào có giá trị bằng K. Thầy chạy từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu thằng A thứ Y mà có giá trị bằng K thì ta sẽ thực hiện vài việc sau đây. Khi ta ấn dấu ngoặc nó bị lọt vào như thế này, các em nháy chuột phải chọn Format User Style. Đấy, nháy phải Format User Style thì nó sẽ nhảy vào trong, gõ cho nó đẹp. Ta sẽ thực hiện gắn red bằng chỉ số vị trí tìm thấy và ta gắn break ra ngoài. Biến red ở đây lưu vị trí vừa tìm thấy, sau đó ta thu được kết quả bài toán là biến red. Sau vòng lặp for ta nhận thấy nếu red vẫn bằng giá trị khởi tạo ban đầu là giá trị 0 thì chứng tỏ câu lệnh red bằng y không được thực hiện lần nào, hay nói cách khác giá trị K không xuất hiện trong dãy số. Từ đó ta đưa ra giá trị CL ra giá trị là -1. Rồi ngược lại thì ta CL ra thằng red. Ngược lại thì ta CL ra thằng red. Red là vị trí K vừa tìm thấy. Hay nói cách khác, phần tử K xuất hiện ở vị trí red. Như vậy trên đây là tư tưởng và cái cốt cài đặt của giải thuật tìm kiếm tuần tự. Trước khi chạy chương trình nhớ ấn nút lưu để nhá. Chứ đừng chạy ra file lỡ nó thoát ra ngoài cái mất toi chương trình. Đấy, các bạn cố gắng cốt chương trình thế nào mà ấn F9 cái nó đúng luôn. Ta có bài 63.inp. Sao camera thầy nó nháy chán đời thế nhỉ. Rồi bây giờ thầy lấy một cái test. Thông thường thầy sẽ chạy test đề bài trước để thử xem cái hệ thống nó có chạy không. Đề bài là hỏi số 4 có xuất hiện hay không. Thầy thấy số 4, vị trí đầu tiên của số 4 xuất hiện trong dãy là chỉ số 3. Đấy, thầy vào view, chọn manager, nháy chuột phải, chọn add file, thêm bài 63.a vào. Đấy. Thì ta thấy rằng số 4 xuất hiện ở vị trí thứ 3. Thầy sửa thằng này số 5 đi. Vậy đây là số 4 xuất hiện ở vị trí thứ 5. Đấy. Bây giờ thầy sửa file input, xóa số 4 ở đây đi. Các bạn chờ này đi. Rồi ta tiếp tục và ta thử các cái giá trị khác. Bây giờ thầy xóa số 4 đi, thầy chạy chương trình để tìm kiếm số vị trí đầu tiên của số 4 trong dãy số. Nó báo là -1, tức là không có số 4. Bây giờ thầy thử giá trị K bằng số 3 chẳng hạn. Nó có 2 số 3 thì nó trả về vị trí nào nhé.
nó trả về vị trí đầu tiên là số 1. Như vậy trên đây là giải thuật đi tìm vị trí đầu tiên của phần tử có giá trị bằng K trong dãy số. Tên của giải thuật này trong tin học, tên nó là giải thuật tìm kiếm tuần tự, là một trong những giải thuật phổ biến cho cái quá trình tìm kiếm. Chức năng của ta là đi từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì ta thực hiện là đưa kết quả ra. Đấy, hy vọng các bạn sẽ làm chủ được cái giải thuật này. Đấy, bài toán tìm kiếm tuần tự, bài số 63. Rồi, chúc các bạn cài đặt thành công. Nhớ nốt bài lên server nhé. Server là zusolen.ddns.net. Bạn nào mà mất tài khoản hoặc là chưa có tài khoản nhớ nhắn cho thầy để thầy tạo tài khoản.